Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Prime PC. Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của cái nền tảng AIoT thì cái lượng dữ liệu được tạo ra từ các cái cảm biến này, các cái thiết bị và máy móc ngày càng nhiều. Một cái điều thách thức đặt ra là làm sao để chúng ta có thể xử lý được cái lượng dữ liệu này một cách nhanh chóng và chính xác. Và đó là lý do hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái giải pháp EII đến từ Intel. Và cái giải pháp này có gì hay ho và nó có thể giúp ích gì trong các cái doanh nghiệp, nhất là đối với những cái doanh nghiệp sản xuất, thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong cái video lần này nhé. Và mình là An từ Prime PC. EII là viết tắt của cụm từ Edge Insight for Industrial, là một cái công nghệ của Intel cho phép các cái dữ liệu cảm biến này, các cái hình ảnh từ camera được xử lý và phân tích trực tiếp tại chỗ mà không cần phải đưa lên cloud hay là các cái máy chủ lớn để tính toán. Cái giải pháp này của Intel còn kết hợp các cái công nghệ trí tuệ nhân tạo AI mới nhất, giúp cho việc phân tích, xử lý dữ liệu cũng như là tính toán một cách nhanh chóng và real time, đáp ứng được các cái yếu tố khắt khe, nhất là trong các cái môi trường công nghiệp, trong các cái lĩnh vực sản xuất. Cái điểm mạnh đầu tiên mình giới thiệu với anh em về cái giải pháp này chính là cái tính linh hoạt. Khi mà cái giải pháp EII Edge Insight for Industrial của Intel này có thể chạy được trên nhiều các cái nền tảng phần cứng khác nhau, giúp tối ưu các cái tài nguyên phần cứng và giúp cho nó linh hoạt hơn khi mà được ứng dụng, sử dụng được nhiều trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, nhiều lĩnh vực khác nhau. Cái tiếp theo đương nhiên rồi chính là cái khả năng phân tích theo thời gian thực. Cái giải pháp này của Intel sẽ giúp cho các cái dữ liệu thu thập được, các cái hình ảnh từ camera được xử lý dữ liệu một cách tại chỗ mà không cần phải đưa lên các cái máy chủ, server hay đưa trên cloud để xử lý, giúp cho nó có thể xử lý được một cách real time. Tiếp theo là tính bảo mật và an toàn. Thì cái giải pháp này của Intel sử dụng các cái công nghệ bảo mật tiên tiến đến từ Intel, giúp cho nó có thể bảo vệ khỏi các cái cuộc tấn công mạng, bởi vì cái lượng dữ liệu để thu thập vào và xử lý rất là lớn. Nếu mà chúng có thể dò dỉ ra ngoài thì có thể là một cái tổn thất rất là lớn đối với các doanh nghiệp. Và tiếp theo, cái cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho anh em, thì cái giải pháp này được tích hợp các cái nền tảng học sâu, các cái AI machine learning, giúp cho nó có thể tối ưu khi mà ứng dụng được vào trong các cái dây chuyền sản xuất, sẽ giúp tối ưu các cái quá trình sản xuất cũng như là nâng cao chất lượng sản xuất. Mình sẽ giới thiệu cho anh em ba cái giải pháp cơ bản trong cái bộ giải pháp AI của Intel. Cái giải pháp thứ nhất mà mình giới thiệu cho anh em đó chính là cái giải pháp nhận diện đồ bảo hộ lao động. Với cái giải pháp này thì kết hợp với con camera logistics và một cái máy tính xử lý thì giúp cho camera có thể phát hiện được công nhân có mặc đồ bảo hộ hay không. Một cái giải pháp thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho anh em chính là cái giải pháp theo dõi chuyển động cơ thể, body checking, cũng sử dụng cái camera logistics. Thì cái giải pháp này được ứng dụng nhiều trong các cái lĩnh vực, như là anh em có thể dùng để phát hiện các cái sự cố bất thường như là té ngã của công nhân, hay là cảnh báo công nhân khi mà đi vào các khu vực nguy hiểm, cũng như là bảo vệ các cái tài sản. Nếu mà có cái hành vi trộm cắp đáng ngờ thì camera cũng có thể nhận biết được để mà cảnh báo. Cái giải pháp thứ ba mà mình muốn giới thiệu cho anh em, mình nghĩ là cái giải pháp này thì cũng rất là nhiều các cái doanh nghiệp làm về sản xuất linh kiện điện tử cũng rất là quan tâm, đó là cái giải pháp kiểm tra cái bảng mạch lỗi cũng dựa trên cái camera logistics. Thì với cái giải pháp này thì camera sẽ kiểm tra ở ngoại quan cái bảng mạch xem là nó có bị thiếu các cái linh kiện gì không, lắp đúng chưa, đúng vị trí chưa. Đó, cũng rất là hữu ích cho các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử. Và tiếp sau đây thì mình cùng anh em sẽ thử xem các cái giải pháp này sẽ hoạt động như thế nào nhỉ.
Trước khi đi vào cái phần mềm ấy, thì mình sẽ giới thiệu qua cho anh em cái phần cứng mà mình sẽ chạy. Đầu tiên là về con máy tính thì ở đây mình có sử dụng một con máy tính mini PC công nghiệp dạng fanless với cái cấu hình là sử dụng chip Core i9 12900TE rất là mạnh với 16 nhân và 24 luồng và tốc độ sung nhịp lên tới 4,8 GHz. Đi kèm với đó là 32 GB RAM và card đồ họa onboard của Intel. Về camera thì mình sử dụng cái loại camera đơn giản thôi. Ở đây thì là con camera Logitech với cái độ phân giải là Full HD, dùng để thu thập các cái dữ liệu hình ảnh. Đầu tiên thì mình sẽ show cho anh em cái giải pháp phát hiện lỗi trên các cái bảng mạch PCB. Một số các cái lỗi mà nó có thể nhận diện được ra như là thiếu tụ điện trên bảng mạch này, hay là đặt ngược tụ điện này, hay là lắp ngược các cái đầu nối. Cái giải pháp tiếp theo mà mình muốn show cho anh em là cái giải pháp mà nhận diện đồ bảo hộ. Đây có các cái tùy chọn để chạy các cái demo khác nhau, thì mình sẽ chọn cái demo thứ hai, Safety Gear Detection, để chạy cái giải pháp nhận diện đồ bảo hộ. Và cái giải pháp thứ ba, body checking. Hiện nay thì bên MVC đang cung cấp các giải pháp về AI, IoT liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau như là retail, bán lẻ, sản xuất hay trong các công nghiệp, thành phố thông minh. Và anh em muốn tìm hiểu thêm về các cái giải pháp này thì anh em hãy liên hệ với MVC qua thông tin hiển thị ở phía trên màn hình hoặc click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả. Và anh em cảm thấy video này hay thì hãy cho MVC một like, một subscribe, cũng như ấn chuông đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo đến từ nhà VMC. Và anh em muốn tìm hiểu thêm về giải pháp này, AI của Intel, cũng như là có thắc mắc nào thì anh em hãy để một cái phần comment ở phía bên dưới bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.